chào nhá. Xin chào tất cả các bạn. Đây, ETC 845 và vang số ETC KC 6.0 Blossession KTV Blossession. Yeah. Digital DFP. Đây là vang số nha các bạn nhá. Con này là 48 bit. 48 bit này, chất lượng âm hay hơn này. Đẩy thì các bác thường để 50% của công suất con đẩy nhá, volume này thôi. Và bác mình muốn to nhỏ thì phải chỉnh ở vang số lên. Yeah. Chỉnh ở vang số lên thì nó nhỏ. Thì nó bền bền đẩy hơn. Và đây là loa ETC. Chọn bộ ETC. 330. Chân chờ cánh dài. Đây là 330.